Ok, hello, chào mọi người trở lại với kênh Sammy Game cho mọi người ơi. Thì đó, hôm nay là như mọi người thấy thì hôm nay là một video rất là quan trọng, mang tầm quốc tế luôn mọi người ơi. Đó, và trước khi gọi là chia sẻ câu chuyện này, Sam phải nhận cái xe trước đã. Oh my god, sao có cái xe rồi nha. Xe điện đúng mọi người, xanh lá. Trời ơi, xịn quá. Thôi bây giờ mình sẽ về nhà mình để kể chuyện với bạn nghe. Đó, trời đất ơi, cái chuyện này là nó cực kỳ bức xúc đối với Sam. Đó, đây, bây giờ Sam phải vào nhà để Sam kể được cái sự bức xúc của Sam mọi người ơi. Đó, như mọi người thấy thì bộ đồ của tôi là đó. Thì Sam là người mới chơi, thực sự là mới chơi từ ngày hôm trước hôm qua, nên là đồ của Sam thực sự là không có gì nổi bật hết. Đó, ví dụ là cái cánh này được anh Siro tặng. Đó, còn cái vòng thánh này là được mấy bạn fan gửi từ trong bức thư. Đó, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó, thì bộ đồ này hầu hết những đồ mình nhận được đều là free, từ bạn, từ là bạn bè tặng, từ fan tặng, từ game tặng đó mọi người ơi. Nhưng mà thật không ngờ, thường thường người ta sẽ gì ta, những người mà như kiểu những thành viên hay team mình sẽ đều kiểu ô trời ơi Sam thiếu gì không để anh chị tặng cho, để em tặng cho. Nhưng không mọi người ạ, nhưng không, mọi người biết sao không, đặc biệt mình sẽ chiếu lại cái memory mọi người, mình sẽ cho mọi người thấy cái quá khứ của mình khi nghe được Phong, khi mà nhìn thấy bộ đồ của mình nha mọi người. Đây, mọi người nhìn đây, đây là cách mà Phong cần đối xử mình khi mà thấy bộ đồ này của mình nha. Nhưng mà Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, sao mà tôi nhìn thấy bộ đồ của bà phèn ghê luôn. Sao mà đứng im coi, các bạn coi nè, bạn nhìn nè, trời ơi. Nhìn cái này tôi nha, tôi đọc nha, là cái vòng thánh là được với bạn fan tặng nè, còn cái cánh là được người ta tặng nha, anh Siro tặng cho tôi nha. Trời ơi, đắt quá trời luôn nè. Trời ơi, bộ đồ của bà làm sao VIP bằng bộ đồ cá mập của tôi được. Đó, thì chính vì thế mọi người thấy không, mọi người thấy không, đó có ai mà ác độc đúng không, không ông dám chê mình phèn, dám chê mình gà mọi người ơi. Đó, một người như sao không thể nào chấp nhận điều đó, nên Sam quyết định sẽ dùng tiền của mình đó để nạp vào đây. Sam sẽ mua được bộ đồ cá mập của Phong y chang luôn. Đó, Sam sẽ làm được mọi người ơi. Đó, thì đây, hình như theo mình biết là ở trong này đúng không ta, hình như mua áo quần là ở trong này nè mọi người. Ờ, đây đây, hình như đây nè, ở phần gì ta, cái này là Sam chưa bao giờ vô nên sao cũng biết là cái gì đây. Đó, thì hình như là ở trong mấy cái này nè, sao không biết là cái gì đây nè, cái bộ đồ của Phong nghe nó là gì ta. Bốc thăm những người bạn với đời dương đúng không ta, để Sam xem coi thử. Đây mọi người ơi, đó, đây cái bộ đồ mà ông Phong có được. Ông Phong như thế mình nhớ đâu, ông Phong có bộ đồ là cá mập nè, một đôi dép nè. Đó, trời đất ơi, tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi sẽ dùng gọi là số tiền mà tôi có được, đó 2.000, hình như là 2.000 mấy 3.000 đó, Sam xin nạp vào đây để Sam có được bộ đồ này, để Sam khè là ông Phong đó, để ông Phong gọi là gì ta, bớt khoe của đây đó. Nếu các bạn thích video đừng quên like cho Sam một cái nha, ủng hộ Sam thật nhiều nha. Đó, trời đất ơi, hôm nay là gì ta, mình là phải từ nhà nghèo thành nhà giàu và người. Ok, mình sẽ quay được bộ này cho mình xem, các bạn đừng quên xem hết video nha. Thì như mọi người được thấy là mình đã tốn thật sự rất là nhiều tiền, mình đã tốn gần hơn 3k kim cương để lực cái bộ đồ này. Oh my god, mọi người ơi, tôi không tin được luôn á, 3k kim cương là bao nhiêu tiền, trời ơi, sao không biết luôn á. Ôi, 3k kim cương của Sam sao mới lực được cái bộ đồ này mọi người ơi. Trời đất ơi, trời, thấy tôi phải hy sinh hết tiền bạc của cả tôi để cho ông Phong biết được ai mới là gì ta, chủ của gì ta, chủ cái căn nhà này, ai mới là nóc nhà mọi người, đúng không? Đó, ok, đây mình sẽ mặc hết bộ đồ mấy bạn xem nha. Mình có mua thêm một số đồ đó mọi người, đó tại vì sợ thiếu ấy mọi người. Đó, trời ơi, bộ đất mập nhìn nó đẹp như sâu luôn ơi, dễ thương quá. Đây, hình như là bên này giày, đây tôi có giày con cá nè. Đó, tưởng ông có với mình ha. Đây, thêm gì nữa ta, biểu cảm đúng không? Ờ, đây có những cái biểu cảm là khá đắt mọi người, biểu cảm này như là gì ta, mấy trăm tiền á, 200 mấy tiền mọi người, đắt lắm luôn á. Đây, hình như xong rồi mọi người thấy không? Đó, có kính Dũng Phong cần là có giày Dũng Phong cần này, có gì ta, áo cái bộ Dũng Phong cần nè mọi người ơi. Trời, bộ áo này tôi không tin được là 3k kim cương mọi người. Đó, có bạn nào lật bộ đồ này chỉ cần một hai lần không, đừng quên comment vì sao biết nha. Chỉ Sam là lật 3k kim cương mọi người, còn đối với bạn là bao nhiêu kim cương đừng quên comment vì sao biết nha, để sao biết là mình xui xẻo đến cỡ nào nha. Rồi, xong, lên đồ hẳn hoai coi còn gì không, tôi lên sạch luôn, lên cho thật là sang. Đó, ok, rồi, đó, Sammy đã trở thành Sammy nghèo khó, thành Sammy sang trọng mọi người ơi. Đó, trời ơi, đáng yêu à. Rồi, bây giờ tôi phải qua nhà ông Phong cậu mới được, tôi quá tức, tôi phải qua, tôi khè ông Phong để biết ổng có on không ta, để Sam xem thử coi. Xem coi. Đâu không phải. Đây, Phong Cẩn. Ổng đang ở đây. Ok, tôi sẽ follow tới nha mọi người. Tôi theo dõi ổng coi ổng làm gì đây. Để xem coi. Vô được không? Ngôi nhà chế độ riêng tư không phải ao. Trời đất ơi, trời. Giờ sao mà vô được không? Vô được không? À, vô được, vô được. Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. Ủa không đâu rồi? Ủa không phải á, trời ơi, trời ra ngoài, trời ơi, trời kỳ vậy, tôi trời ơi, ra ngoài hả, ai biết đâu, giờ vô lại nè, để xem quay ổng ổng, làm sao để mình có thể gọi người ta được vô ta mấy bạn, đây coi coi, đang tu sửa nhà, trời đất ơi, tức chưa, bây giờ phải ngồi đợi đây mọi người, tôi phải gọi điện thoại giọng, tôi sẽ dùng điện thoại tôi gọi, không cần biết tôi sẽ gọi cho bằng được, không cần biết, ổng làm cái gì, đó, tôi lấy điện thoại tôi gọi luôn nè, đó,
chơi lớn nha mọi người. Đó điện thoại nha, đó điện thoại nha, đang gọi nha. Đó. Phải gọi, mình phải gọi, mình không thể nào mà chấp nhận được. Quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The phone number. Ủa tôi xem. Ủa Phong. Phong mời. À Phong mời ổng mời mình. Ổng mời mình nha mọi người. Từ chuẩn bị tắt tay áo quần rồi nè. Đó. Ổng mời mình nha. Rồi mình vô mình sẵn dọc lên nha. Trời ơi trời 43 cách sao luôn. Trời ơi mong có ai sao cho tôi. Rồi coi Phong làm gì. Ồ trời ơi quá. Trời bạn có con luôn nè. Đó. Để tôi coi Phong làm gì đây. Dưới này chiều nay em đi về cho ma em nấu canh chua. Mà sao hồ không có ca, làm sao ma em nấu canh chua. Chà chà chà. Ô kìa con. Ủa cái con gì vậy? Ủa cái con gì nó chạy qua chạy lại vậy? Ủa? Ủa bạn nào có cái bộ đồ giống mình quá vậy? Lê ra chồng theo mình. Ủa bạn ơi đó, bạn ơi bạn là ai? Bạn có bộ đồ giống mình đẹp quá vậy bạn ơi. Chạy trời ơi thấy chưa, thèm thấy chưa, chạy đất miếng rồi đấy chưa mọi người. Mình chạy đây, mình chạy lên đây là coi ông theo mình. Ủa sao bạn này bắt trước mình, mặc đồ bắt trước mình đây ta. Trời bạn nào ta không nhận ra tôi luôn thấy chưa. Đó tôi chạy ra coi ông chạy theo tôi không đó. Ủa nghe rô Sammy. Ủa tôi nhớ Sammy mặc đồ phèn lắm mà, đâu phải đồ này đâu ta. Ủa chắc giả mạo rồi, chắc giả mạo rồi. Mọi người thấy chưa, mình mặc đồ sang đấy, ổng không nhận ra mình luôn ấy. Rồi trong tâm trí ổng là mình là mặc đồ rất là phèn mọi người. Tức chưa, trời đất ơi là trời, tôi không tin được luôn á. Tôi bên xuống tôi nói ổng phèn á. Đây tôi xuống đây tôi khẳng giọng lên, ổng sẽ nghe cho mình xem nè. Đó ổng đâu rồi, đây trời đất ơi tức quá. Tôi xuống đây tôi nói chuyện coi. Tao em đi câu ca về đánh, cho ma em nấu canh chùa mà câu sao cá, sao câu ca nè, câu nè, câu nè, câu phá phá yeah. Trời ơi trời. Ủa, em kìa. Alo. Ai điện phát tôi vậy? Hả? Tôi sao vậy? Trời đất ơi, tôi không ngờ là ông dám nhận tôi là fake luôn á. Tôi là pha kè luôn hả? Tôi nha, tôi xin lỗi ông, tôi sẽ trở lại và lợi hại ăn sớm thấy ông. Lúc trước ông chê tôi phèn, bây giờ tôi thấy ông lên đồ xịn y chang ông chưa? Áo cá mập nè, giày nè, giày cá con nè, đó, cảnh thiên thần nè, mắt kính có hết nè. Bây giờ ông đã hối hận chưa? Hả? Hả? Thấy chưa? Sam ơi kiếm qua bộ đẹp quá vậy. Đẹp chưa, ông thấy chưa, ông bảo ông nói gì, ông nói là ông không ông bảo là bộ đồ này hiếm đúng không? Đó bây giờ tôi kiếm được bộ đồ y chang rồi, bây giờ ông nói gì đây, ông nói gì đây. Trời ơi đẹp quá vậy, nhưng mà Sam vẫn lùn hơn tôi. Trời ơi lùn là một chuyện, nhưng mà người ta bảo cao sang lùn quý phái nha, tôi thuộc lùn quý phái nha, tôi không cần biết. Bây giờ ông nói gì đây, tôi mặc bộ đồ y chang rồi đó, giờ ông nhắm chê tôi phèo, tôi giận ông rồi đó. Quá. Sâu quá. Rồi sâu thôi tôi thoát khỏi đây, tôi ra nhà, ra cửa nhà. Ôi, đâu rồi, tôi về nhà quá. Giỡn. Trời ơi Sammy này mày đặt mặc đồ cặp với tôi nè. Trời ơi, đồ cặp gì? Trời ơi trời, nghĩ sao mà đồ cặp? Đây là đồ đẹp hiểu không? Trời đất ơi, ông muốn nói gì với tôi không? Không chứ ông chê tôi phèn đó, tôi buồn lắm biết không? Tôi buồn tôi khóc hù hù ở nhà luôn á. Tôi biết rồi. Ông biết bộ đồ tôi kiếm bao nhiêu tiền không? 3k kim cương của tôi đó. Không có đùa. Trời ơi, 3k kim cương gì đâu, nhân phẩm kém gì vậy? Tôi chỉ cần có gọi là hơn 2k kim cương tôi ra rồi. Không cần biết mà bây giờ ông nói gì đi. Ông nói gì tôi biết giận. Cái tôi giận rồi đó. Tôi đi vô khác. Tôi cũng đứng gần ông đó. Ông nói gì đi. Thì kỳ vậy. Không biết không. Đứng em đây, đứng em tôi nói. Nói gì đi, nói gì đi, nói gì đi. Tôi mới đỡ tất cái cơn giận của tôi, chứ tôi là tôi giận là tôi sẽ nhảy nè. Tôi nhảy coi đi tức tức giận coi. Ở đây tức giận. Tôi lại nè. Đó, tôi đang tức tức giận. Đó tôi lại. Tôi lạy Sam, tha lỗi tôi. Không có lạy hết, mình phải nói câu chân thành sao? Ông phải nói sao? Trước ông sao? Nói nè. Hả? Lúc trước tôi lỡ chơi Sam phèn, giờ Sam chơi bộ đồ đẹp hơn tôi luôn. Đó, thấy là tôi dễ thương không? Đó, trời đất ơi mọi người thấy không? Đó, ok, thì video hôm nay là Sam chỉ muốn khoe trong phát biết là gì ta. Sam không hề gì ta, không hề cái bắp nha. Sam chỉ là không muốn mặc áo quần thôi, mặc áo đẹp đẹp thôi. Sam muốn mặc đồ gì ta, đơn giản, tại vì tôi thích đơn giản không? Nhưng mà do ông Phong dám gì ta. Sao làm đi? Sao đây Phong che ô cho. Ông rảnh nó nhãn có mưa mà che. Đó thì đó hôm nay mình chỉ muốn nói là gì ta. Mình đã có một bộ đồ cá mập và nói chung là cũng là bộ đồ cặp của Phong và Sam luôn. Sam nghĩ đây là bộ đồ chính thức của Sam và Phong luôn nha mọi người. Đó thì các bạn có thấy gì đó. Sam mà có kính nè. Đó có mắt gì ta, mắt hồn nuôi sao nè. Đó mang cái này là Sammy Real nha. Với là cái tên này nha mọi người. Tên gọi là Hero Sammy 08. Và Sam hình như mới cấp mấy thôi mọi người. Cấp rất là bé, rất là thấp luôn. Chứ không phải là cấp cao mà như cấp 1, cấp 2, cấp 3 mọi người. Đó mọi người đừng lẫn lộn nha. Đó trời đất ơi đẹp dữ sự luôn. Ê mình chụp một tấm hình thử coi Phong. Nhìn kìa, mấy bạn fan đang lấy điện thoại chụp ảnh mình kìa sao. Đó, dễ thương nha. Đây tôi tập thử tấm ngoài. Ủa sao nó lật qua bên nhỉ? Lật qua cũng qua bên kia coi. Đó, trời ơi nhìn hai quả trứng cút. Chang luôn á trời. Giờ tôi tắt từ từ, đứng chỗ này. Ông qua bên kia đi, ông qua bên kia, ông qua bên kia đi. Bên kia đi. Tôi thấy.
Đó đúng rồi. Vô vô hai quả trứng cút nè. Trời ơi vô vô vô. Đó trời bên đây này. Trời ơi. Đây trời ơi. Đó. Em ơi cho anh chị cho bạn với em ơi. Trời ơi trời đây từ 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 từ. Em kia em kia qua đi Phong ơi kia em kia cười qua đi. Cười kìa hi hi kìa. Trời ơi trời cái gì vậy. Chứ kịp chụp với em chụp hết rồi. Trời đất ơi thôi để tí gắt chụp nha. Trời đất ơi trời đó nói chung là đây là những bạn cá con của tụi mình với mọi người rất là dễ thương luôn. Rồi ok rồi nói chung là sao những muốn thông báo là sao đã có bộ đồ cặp với Phong Cận luôn. Và các bạn đừng quên thấy các bạn có muốn chấm điểm bộ đồ cặp của tụi mình hay không. Đừng quên các bạn chia sẻ với nhau trên Sam thấy bộ đồ rất là dễ thương luôn. Đó các bạn chấm bao nhiêu điểm trên Sam thấy là rất là dễ thương thôi, luôn. Sam thay đổi Phong tặng Sam con cua hoàng đế. Ôi trời lắm tôi không ăn cua đâu. Nè tôi ăn cái khác. Ôi, dạ. Ừ thôi. Dạ, tôi cho bà nè có con cá bằng wow bằng. Trời ơi có bằng cái cá kìa. Ôi bạn này có bự hơn tôi luôn. Sao mà em bằng gì được. Chị ra chị khè cá cho em sợ nè. Đây cá chị đâu rồi. Đây trời ơi cá tuổi này em thấy sợ chưa. Em sợ từ từ tắt em sợ chị chưa. Đây cá tuổi nè. Sao bằng được. Ôi ghê không bẹt. Tôi có con cá bự hơn cá bà nè. Đâu ta đây, đây đây đâu. Đây nhìn đi. Trong hộp nè cá cơm. Trời ơi, bro quá. Trời ơi, mấy cá này dễ thương quá ha. Trời ơi, trời. Ê, ta ra con bé là con này đúng cá tuổi này không? Trời ơi, dễ thương mà. Trời ơi, cá cơm là bé nhất trong đây rồi. Rồi, ok mọi người, thì mình làm video mình ngăn này thôi đó mọi người ơi. Đó, thì Sam đã sang hẳn rồi, sang trận rồi đó các bạn. Ok, và nếu các bạn thích video đừng quên cho Sam một like và share, comment và subscribe Sam và tất cả thành viên trong gọi là đại gia đình gọi là gì ta? Play Together của Hero Team mọi người. Đâu người đừng quên mình đã để những cái kênh ở dưới các bạn đừng quên subscribe cho Hero Team tụi mình nha. Đó, và nếu các bạn thích Sam làm nhiều clip về Play Together nữa đừng quên like video thật nhiều và comment những gì ta những yêu cầu các bạn muốn làm nha mọi người. Ok thì ta biết mọi người ở clip sau hẹn gặp lại bye bye. Chỗ này có bye bye không ta để Sam quay bye bye được không bye bye được thôi nhảy nha mọi người. Ok bye bye.